Con thấy đấy, cá có rất nhiều loài khác nhau, mỗi loài lại có đặc điểm riêng về màu sắc, hình dáng và kích thước, tạo nên một thế giới loài cá đa dạng và phong phú. Cá là động vật có xương sống, cá thở bằng mang, cá di chuyển được là nhờ vây và đuôi, toàn thân của cá hầu hết được bao phủ bởi một lớp vảy. Cá có lợi ích rất lớn, nó đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống của con người. Chính vì vậy, chúng ta cần phải biết bảo vệ và giữ gìn môi trường sống của loài cá. Được như vậy là ta đã biết bảo vệ môi trường sống của chính mình rồi đấy. Đây là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Bài học hôm nay đã kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại con ở bài học sau nhé.